Hello các bạn. Bữa nay là ngày July 4, là ngày độc lập của nước Mỹ. Thì tối nay nó bắn pháo bông rồi. Ở sau nhà nó bắn pháo bông dữ lắm các bạn. Giờ ta bắn chút chút thôi à, nhưng mà tối nay mình sẽ quay nhiều hơn cho các bạn coi ở Mỹ. Đây là ngày chánh, thường thường là ba tay người ta cũng đốt, rồi bốn tay thì người ta đốt nhiều hơn, đốt pháo nhiều hơn. Nhưng mà có khi ở đây người Mỹ người ta vui là người ta có pháo là giờ nào ta cũng đốt được, không cần chờ đến lễ mới đốt. Nhà cũng bắn nhưng mà người ta bắn pháo nhỏ nên nó không lên cao.